Nga triệt hạ 6 cuộc tấn công, diệt gọn 625 quân lính, nghiền nát hệ thống pháo tự hành Karab của Ukraine. Thưa quý vị, ngày 26 tháng 7, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo về tiến độ của hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine. Lực lượng vũ trang Ukraine AFU tiếp tục nỗ lực tấn công bất thành theo hướng Krasny Liman và Donetsk. Ở hướng Donetsk, tập đoàn GUR của Nga, Cục Không quân và Pháo binh đã đẩy lùi 6 cuộc tấn công của AFU gần Belogorovka, Cộng hòa Nhân dân Luhansk, LPR, Kalachivka, Cộng hòa Nhân dân Donetsk, DPR. Ngoài ra, các đơn vị AFU đã bị tấn công gần Veseloye, Bogdanovka, Pratektino, Belaja Gora và Dilevka, DPR. Tổn thất của AFU ở hướng trên 155 quân nhân, một xe tăng, 2 phương tiện cơ giới, một hệ thống pháo tự hành Karab do Ba Lan sản xuất, một pháo FH-70 do Anh sản xuất và một pháo tự hành Gautika. Một kho đạn của lữ đoàn cơ giới 110 thuộc AFU đã bị phá hủy gần Adipka, DPR. Theo hướng Krasny Liman, do các hành động tích cực của hàng không, pháo binh, hệ thống súng phun lửa hạng nặng Nga và các đơn vị từ nhóm lực lượng T-10, 5 cuộc tấn công của AFU đã bị đẩy lùi gần Eskoye, LPR và lâm nghiệp Serebryansky. Ngoài ra, nhân lực và khí tài của AFU đã bị tấn công gần Kamajinoka, LPR, Jampoloka, Toskoye và Serebryanka, DPR. Các hoạt động của một nhóm phá hoại và trinh sát Ukraine đã bị trấn áp gần Novolyubovka, LPR. Tổn thất của AFU ở hướng trên 210 quân nhân, 4 xe chiến đấu bộ binh, 4 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe bán tải, 2 hệ thống pháo tự hành Gautika, cũng như lựu pháo D-20 và D-30. Ở hướng Nam Donetsk, các hành động tích cực của pháo binh từ cụm lực lượng Vostok cùng các lực lượng Nga gây thiệt hại cho nhân lực và khí tài AFU gần Makarovka, DPR và Nevadnoye, vùng Zaporozhye. Ở hướng Zaporozhye, các đơn vị AFU đã bị tấn công gần Malaya Tukmaka, Orekhov, Piatikaki, vùng Zaporozhye. Hành động của một nhóm trinh sát và tấn công Ukraine đã bị phá vỡ gần Minoye, vùng Zaporozhye. Thiệt hại của AFU ở hướng trên, 125 quân nhân Ukraine, 3 xe chiến đấu bọc thép, 2 xe cơ giới, một hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất, một lựu pháo tự hành Gautika. Ngoài ra, một kho đạn của lữ đoàn xung kích miền núi 128 của AFU đã bị phá hủy gần Kamenskoye, vùng Zaporozhye. Ở hướng Kupiansk, hàng không pháo binh và các đơn vị từ nhóm lực lượng Zapat của Nga đã tấn công nhân lực và khí tài AFU gần Tivoreknaja, Sinkovka, Petropavlovka, Tabajevka và Pechanoye, vùng Kharkov. Tổn thất của AFU ở hướng trên 90 quân nhân, 2 xe chiến đấu bọc thép, 3 xe bán tải, một hệ thống pháo tự hành Kesa do Pháp sản xuất. Ngoài ra, một kho vũ khí của lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 103 bị phá hủy gần Krakmanoye, vùng Kharkov. Trên hướng Kherson, tổn thất của Ukraine lên tới 45 quân nhân Ukraine, 2 phương tiện cơ giới và 2 khẩu pháo D-30. Ngoài ra, một kho đạn của đơn vị AFU đã bị phá hủy gần Dilevka, vùng Kherson. Các lực lượng Nga vô hiệu hóa 102 đơn vị pháo AFU tại các vị trí khai hỏa, cùng nhân lực và khí tài của họ ở 137 khu vực. Một sở chỉ huy của lữ đoàn cơ giới 65 thuộc AFU và một kho nhiên liệu cho khí tài quân sự của lữ đoàn cơ giới 33 của AFU đã bị tấn công gần Orekhov và Malaya Tukmaka, vùng Zaporozhye. Ngoài ra, 30 UAV đã bị bắn hạ gần Kolomyivka, Kujomoka, Podolevka, Krenmanaja, Konvanjovka, LPR, Berezhovoye, Belogorovka, DPR, Zelenjigai, Piatkikaki, vùng Zaporozhye, Novaya Kakhovka và Sagi, vùng Kherson. Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày 25 tháng 7, phía Nga mất thêm 460 nhân sự, 11 xe tăng, 13 xe chiến đấu bọc thép, 17 hệ thống pháo, 1 hệ thống phòng không, 5 UAV, 9 tên lửa hành trình, 10 phương tiện chở nhiên liệu và 2 phương tiện đặc biệt. Chuyển sang tin tiếp theo, quân sĩ Ukraine đặc biệt lo sợ tên lửa Kh-32 Nga nâng cấp. Thưa quý vị, tên lửa Kh-32 là phiên bản hiện đại hóa từ Kh-22 với rất nhiều tính năng kỹ chiến thuật vượt trội. Trong bối cảnh chiến dịch quân sự đặc biệt đang diễn ra, Nga đã tiến hành hiện đại hóa kho vũ khí của tên lửa mình và điều này khiến lực lượng vũ trang Ukraine rất lo lắng. Điều này có thể được nhìn thấy trong các ấn phẩm báo chí Ukraine, trong đó trích dẫn bình luận từ những chỉ huy quân sự về nguy cơ do tên lửa nâng cấp của Nga gây ra. Lo ngại lớn nhất tập trung vào tên lửa Kh-32 hiện đại hóa của Nga được đưa vào trang bị từ 2015, khi vũ khí này có tầm bắn xa hơn và chính xác hơn so với người tiền nhiệm Kh-22. Truyền thông Nga trước đó cho biết công việc cần thiết đã được thực hiện để tăng độ chính xác cho tên lửa Kh-32 lên mức cao hơn nhiều so với Kh-22. Câu hỏi là có bao nhiêu cải tiến đã được thực hiện? Nhưng thực tế, chúng đã được triển khai rồi, đó là điều chắc chắn, người phát ngôn của Không quân Ukraine, Đại tá Yuri Ignat cho biết. Tổng cục Tình báo GUR của Bộ Quốc phòng Ukraine trước đây đã báo cáo rằng tên lửa Kh-32 có thể tấn công ở khoảng cách lên tới 1.000 km và đạt tốc độ 4.500 km/h. Gần đây, GUR lưu ý thêm, Nga thậm chí hiện đại hóa tên lửa Kh-22 gần như ngang tầm với Kh-32, khiến thách thức dành cho lực lượng phòng không Ukraine cao hơn gấp bội. Những tên lửa nói trên đã được lực lượng hàng không vũ trụ Nga sử dụng để tấn công các mục tiêu quân sự ở Odessa và những vùng lân cận, gây ra nhiều thiệt hại cho Ukraine. Độ chính xác cao hơn của tên lửa ngoài việc gây thương vong lớn cho đối phương thì còn có tác dụng hạn chế những thiệt hại ngoài ý muốn đối với cơ sở hạ tầng và mục tiêu dân sự. Đối với những tên lửa hiện đại hóa của Nga, chính quyền Ukraine đang thúc giục đối tác phương Tây nhanh chóng cung cấp thêm cho mình những tổ hợp phòng không hiệu quả như Patriot. Tin tiếp theo, Ukraine tuyên bố hạ toàn bộ UAV Nga tập kích Kiev trong đêm. Thưa quý vị, cơ quan quân sự Kiev cho biết phòng không Ukraine bắn hạ toàn bộ UAV Nga sử dụng tập kích khu vực trong đêm. Serhiy Popko, lãnh đạo cơ quan quân sự thủ đô Ukraine cho biết, Nga tiến hành đợt tập kích rạng sáng 25 tháng 7 vào Kiev bằng máy bay không người lái UAV giống mẫu Shahed do Iran phát triển. Đây là lần thứ 6 trong tháng này Nga mở đợt tập kích nhằm vào Kiev. Ông Popko cho biết toàn bộ UAV Nga bị phòng không Ukraine bắn hạ. Giới chức Kiev chưa ghi nhận thương vong hay thiệt hại nghiêm trọng trong vụ tập kích. Không quân Ukraine phát báo động không kích trong 3 tiếng từ khoảng 1 giờ 40 phút, tức là khoảng 5 giờ 40 phút theo giờ Hà Nội ngày 25 tháng 7. Lực lượng này sau đó cảnh báo có nguy cơ Nga mở đợt không kích mới bằng tên lửa đạn đạo và các khu vực miền Đông và Đông Nam. Vụ tập kích diễn ra sau khi Nga cáo buộc Ukraine sử dụng 2 UAV tấn công thủ đô Moscow, một chiếc rơi xuống gần trụ sở Bộ Quốc phòng Nga. Giới chức Nga gọi đây là hành động khủng bố và tuyên bố sẽ đáp trả cứng rắn. Truyền thông phương Tây dẫn nguồn tin trong quân đội Ukraine cho biết vụ tập kích UAV vào Moscow là chiến dịch đặc biệt do tình báo nước này thực hiện, khẳng định sẽ có thêm nhiều vụ tấn công tương tự trong thời gian tới. Trong cuộc họp báo ngày 24 tháng 7, thư ký báo chí Nhà Trắng Jean Pierre nói Mỹ không ủng hộ Ukraine tập kích lãnh thổ Nga. Tài liệu tình báo Mỹ dò dỉ hồi đầu năm cho thấy tình báo Ukraine theo đuổi kế hoạch dùng UAV tập kích bên trong lãnh thổ Nga và Belarus, trái với mong muốn của Washington và phương Tây. Nga tuần qua nhiều lần tập kích thành phố Odessa và nhiều đô thị của Ukraine sau vụ nổ trên cầu Crimea ngày 17 tháng 7 làm công trình bị hư hại. Quan chức Ukraine cùng ngày nói cầu Crimea bị tập kích bằng xuồng tự sát. Chuyển sang tin tiếp theo, cựu Tổng thống Nga gợi ý phản ứng bất ngờ trước các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine. Thưa quý vị, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tuyên bố Ukraine đang thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu dân sự ở Nga nhằm chuyển hướng sự chú ý khỏi cuộc phản công đang lúng túng của nước này. Bình luận vài giờ sau khi máy bay không người lái của Ukraine cố gắng tấn công các mục tiêu ở Moscow và Crimea, ông Medvedev cho rằng phản ứng của Nga nên bất ngờ. Ông Medvedev hiện giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga đã viết trên Telegram hôm thứ Hai rằng Ukraine đang khao khát bất kỳ thành công quân sự nào và cần phải đạt được những chiến thắng về mặt thông tin ngay cả khi không có thật và khoa trương. Đó là lý do tại sao chế độ Kiev và những người được tuyển dụng cũng thấy các cuộc tấn công và các cơ sở dân sự là chấp nhận được, ông Medvedev nói. Ông cũng tuyên bố rằng công chúng Ukraine đang ngày càng lo ngại và viện dẫn sự thiếu kiên nhẫn của các ông chủ phương Tây của Kiev đối với những chiến thắng trên chiến trường. Nhận xét của Medvedev sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine và Moscow nhưng đã bị ngăn chặn, 2 chiếc UAV bị áp chế bởi các biện pháp tác chiến điện tử và đâm vào các tòa nhà không có dân cư. Các quan chức cho biết vụ tấn công không dẫn đến bất kỳ thương vong hay thiệt hại nghiêm trọng nào. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết một cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine đã đánh trúng một kho đạn dược ở Crimea, đồng thời cho biết thêm lực lượng của Moscow đã bắn hạ tổng cộng 17 máy bay không người lái. Mặc dù các quan chức Ukraine chưa chính thức nhận trách nhiệm về các cuộc đột kích, Mikhail Fedorov, Bộ trưởng chuyển đổi kỹ thuật số của nước này, đã ám chỉ với sự tham gia của Kiev và hứa hẹn nhiều vụ như vậy hơn nữa trong tương lai. Bộ Ngoại giao Nga lên án các cuộc tấn công là hành động tội ác khác của chế độ Kiev và nói rằng chúng là vô nghĩa từ quan điểm quân sự. Bộ này cho biết thêm, Moscow bảo lưu quyền áp dụng các biện pháp trả đũa khắc nghiệt. Chuyển sang tin tiếp theo, bom lượn dẫn đường giá rẻ Nga, gieo cơn ác mộng cho Ukraine ở Ukraine. Thưa quý vị, bom lượn dùng bộ dẫn đường UMPK Nga sử dụng tại Ukraine có giá rẻ và dễ chế tạo, thiết kế vội vàng và còn thô sơ, nhưng đã khiến Ukraine khốn đốn, theo chuyên gia Mỹ. Video được phi công Nga đăng trên mạng xã hội tuần trước khi cho thấy hai quả bom thông thường gắn mô đun dẫn đường và cánh nâng hợp nhất UMPK được thả từ tiêm kích bom Su-34, bung cánh lượn và bay tới mục tiêu tại Ukraine. Đây là những hình ảnh đầu tiên ghi lại quá trình hệ thống UMPK triển khai trong thực tế do Bộ Quốc phòng Nga chưa bao giờ công bố tư liệu về bom dẫn đường trên chiến trường Ukraine. Chỉ có một số bức ảnh được phi công Nga chụp lại cho thấy quả bom gắn cánh nâng ở giá treo vũ khí của cường kích Su-24 và tiêm kích bom Su-34. Nga bắt đầu sử dụng bom thông thường gắn UMPK từ đầu năm nay, gây ra mối đe dọa không nhỏ với các đơn vị của Ukraine. Đây là phương án tương tự dòng JDAM-R của Mỹ, giúp biến những quả bom bình thường trong kho dự trữ thành bom thông minh thay vì phải sản xuất những quả đạn dẫn đường chuyên biệt có chi phí cao. Hình dáng tổng thể của UMPK cho thấy loại vũ khí này ưu tiên chi phí rẻ và tốc độ sản xuất nhanh chóng, không phải là vũ khí đắt tiền được phát triển chuyên biệt, cây bút Pierce Butersky viết trên chuyên trang quân sự War Zone của Mỹ. Các nguồn tin tại Nga cho biết một bộ UMPK có giá xuất xưởng khoảng 24.000 đô, rẻ hơn nhiều so với tên lửa dẫn đường Kh-29, có khối thuốc nổ tương đồng và mức giá lên tới 140.000 đô một quả. Ưu thế không quân cho phép máy bay Nga thả bom UMPK từ độ cao lớn, giúp bom đạt tầm bay tối đa, trong khi phi cơ vẫn nằm ngoài tầm bắn của phần lớn hệ thống phòng không Ukraine. Theo Butowski, điểm dễ nhận thấy trên bom UMPK Nga là các bộ cánh nâng rất thô sơ, dù đặc điểm này có thể được cải tiến và hoàn thiện dần theo thời gian. Đây là dấu hiệu chứng tỏ UMPK được thiết kế vội vàng và chưa trải qua đầy đủ thử nghiệm cần thiết nhằm rút ngắn thời gian đưa vào sử dụng thực tế. Trên mạng xã hội, một tài khoản ẩn danh tự nhận là nhân viên doanh nghiệp quốc phòng Nga cũng cho biết bom FAB 500M62 khi gắn bộ cánh UMPK có thể vượt quá mức tải 500 kg tối đa của phần lớn giá treo vũ khí trên máy bay Nga. Điều có thể khiến các quả bom tự tách rời khỏi giá treo khi máy bay cơ động. Việc thiết kế và triển khai vội vàng cũng khiến cơ cấu bung cánh kém tin cậy, khiến nhiều quả bom lao đi với phần cánh chưa mở hoàn toàn, hạn chế đáng kể tầm bay và độ chính xác, tài khoản này cho hay. Một nhược điểm khác là ngòi nổ của bom UMPK sẽ chuyển sang chế độ sẵn sàng kích hoạt ngay khi tách khỏi máy bay, tương tự bom thông thường. Điều này khiến nó có thể rơi và phát nổ ngay trên lãnh thổ Nga nếu cụm cánh nâng không mở, điều từng xảy ra trong vụ Su-34 đánh rơi bom xuống tỉnh Belgorod hồi cuối tháng 4. Tài khoản Fighter Bomber của một phi công tiêm kích Su-34 Nga cũng thừa nhận những vấn đề này, cho rằng nhà sản xuất còn phải làm nhiều việc để hoàn thiện UMPK. Nó có nhiều điểm yếu vì được phát triển vội vã, phi công Nga cho hay. Khả năng dẫn đường của bom UMPK luôn là dấu hỏi lớn suốt thời gian dài. Không ai biết liệu nó có khả năng hiệu chỉnh đường bay hay không. Mọi nghi vấn đều được giải đáp ngày 13 tháng 7, khi xuất hiện những bức ảnh đầu tiên về một bộ UMPK được mổ xẻ, cho thấy anten Cometa M và thiết bị nhận tín hiệu định vị vệ tinh ở trong, Butowski nói. Cometa được dùng để nhận tín hiệu định vị vệ tinh GPS và GLONASS trong điều kiện bị chế áp điện tử mạnh. Nó có 4 bộ thu phát cho phép phát hiện và loại bỏ hoàn toàn tín hiệu gây nhiễu từ đối phương. Mẫu anten đầu tiên của dòng Cometa được công ty Progress ở Moscow phát triển năm 2007 và nặng gần 40 kg. Nhà sản xuất liên tục cải tiến thiết kế, tăng cường hiệu năng, cắt giảm khối lượng của nó. Phiên bản Cometa M ra đời trong giai đoạn 2016-2018, nặng khoảng 0,14 kg và được thiết kế cho các máy bay không người lái UAV hạng nhẹ như Orlan 10 và Orlan 30 trước khi được triển khai trên hệ thống UMPK. Không thể chắc chắn về độ chính xác của UMPK, nhưng điều rõ ràng là những quả bom này có hệ thống dẫn đường bằng vệ tinh để tiếp cận mục tiêu, Butowski nói. Không quân Ukraine từng nhiều lần cho biết họ không có biện pháp đối phó các loại bom UMPK của Nga, cho rằng đây là một trong những lý do phương Tây cần cung cấp tiêm kích F-16 cho Kiev. Mỗi ngày có khoảng 20 quả bom dẫn đường được ném xuống các khu vực tiền tuyến, chúng bay xa tới 70 km và đủ sức nhắm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu. Chúng tôi không thể đối phó loại vũ khí này. Mạng lưới phòng không Ukraine không thể đánh chặn các quả bom. Phát ngôn viên không quân Ukraine Yuri Ignat nói hồi tháng 5. Tin tiếp theo, bất ngờ khi biết xung đột ở Ukraine được dự báo từ năm 1994. Thưa quý vị, cách đây 30 năm, Tổng thống Mỹ Richard Nixon đã cảnh báo người kế nhiệm Bill Clinton rằng Ukraine có thể rơi vào hỗn loạn và ở Nga sẽ có những thay đổi chính trị lớn. Tờ Thời báo Forbes và hãng tin Reuters đưa tin, trong một bức thư dài 7 trang đến ngày 21 tháng 3 năm 1994 mới được Thư viện Tổng thống của ông Bill Clinton giải mật, cố Tổng thống Nixon đã đưa ra nhận định của mình về bối cảnh chính trị đầy biến động thời hậu Xô Viết ngay sau khi ông công du Nga và Ukraine trở về. Thời điểm đó, ông Nixon đã đưa ra đánh giá về tình hình chính trị ở Nga, dự báo chính xác rằng quan hệ giữa Moscow và Kiev sẽ tan rã, và rằng tình hình ở Ukraine rất dễ bùng nổ, và nếu vượt tầm kiểm soát, nó sẽ khiến Bosnia giống như một bữa tiệc trong vườn của hội phụ huynh và giáo viên. Ông Nixon nói, đề cập tới cuộc xung đột sắc tộc năm 1992-1995 ở khu vực Balkan, vốn cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người. Cựu Tổng thống Mỹ Nixon chỉ ra tình hình chính trị không thể đoán trước được ở Ukraine và thúc giục Tổng thống Mỹ đương nhiệm lúc đó là ông Bill Clinton tăng cường sự hiện diện ngoại giao ở Ukraine, ưu tiên tài trợ cho Kiev. Ông Nixon cũng lưu ý rằng ảnh hưởng chính trị của Tổng thống Nga Boris Johnson lúc đó giảm sút và những ngày ông Johnson lãnh đạo nước Nga sẽ không kéo dài. Tổng thống thứ 37 của nước Mỹ nhận xét ông Johnson không còn có thể thực hiện các cam kết với lãnh đạo phương Tây. Quan hệ giữa Nga và Ukraine xấu đi nhanh chóng vào năm 2014 sau khi phương Tây ủng hộ một cuộc đảo chính ở Kiev và chiến sự bùng nổ ở vùng Donbass. Nga đã triển khai quân tới Ukraine tháng 2 năm 2022 với lý do Kiev không thực thi thỏa thuận Minsk, vốn được thiết kế để trao cho vùng Luhansk và Donetsk vị thế đặc biệt tại Ukraine. Tin tiếp theo, Nga bất ngờ chuyển hướng mục tiêu tấn công ở Ukraine. Nga đã phá hủy các kho chứa ngũ cốc của Ukraine trên sông Danube trong một vụ tấn công bằng UAV ngày 24 tháng 7, nhắm vào tuyến đường xuất khẩu quan trọng của Kiev. Đây là diễn biến mới trong chiến dịch không kích mà Moscow bắt đầu tiến hành sau khi rút khỏi thỏa thuận sáng kiến ngũ cốc Biển Đen vào đầu tuần trước. Những đợt tấn công tuần trước của Nga chủ yếu nhằm vào các cảng biển ở Odessa của Ukraine, sau vụ tấn công trước bình minh ngày 24 tháng 7 đã nhằm vào cơ sở hạ tầng dọc sông Danube. Theo hãng tin Reuters, tuyến đường xuất khẩu này có tầm quan trọng ngày càng tăng đối với Kiev kể từ khi thỏa thuận cho phép vận chuyển ngũ cốc của Ukraine qua Biển Đen sụp đổ. Thống đốc khu vực Odessa, ông Orekhov viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram, Nga lại tấn công khu vực Odessa trong đêm, lần này mục tiêu là cơ sở hạ tầng các cảng trên sông Danube. Trang Reni Odessa dẫn lời quan chức địa phương cho biết 3 kho chứa ngũ cốc tại thành phố cảng Reni đã bị phá hủy. Theo cảnh sát địa phương, các kho ngũ cốc cùng với nhiều thùng hàng hóa khác bị tấn công, dẫn đến hỏa hoạn, khiến 7 người bị thương, trong đó một người nguy kịch. Các bức ảnh về thiệt hại do cảnh sát công bố cho thấy các thùng hàng có logo của tập đoàn vận tải biển Mars. Thành phố Reni là trung tâm vận chuyển qua sông Danube trọng yếu, đưa ngũ cốc sang Romania. Một số phương tiện truyền thông Ukraine còn đưa tin và vụ nổ xảy ra trong đêm ở khu vực Izmail, một cảng quan trọng khác trên sông Danube, nhưng chưa có báo cáo thiệt hại. Sau vụ tấn công, Tổng thống Romania Klaus Iohannis cảnh báo rằng an ninh ở Biển Đen đang đối mặt với rủi ro. Tổng thống Romania viết trên mạng xã hội Twitter, sự leo thang gần đây đặt ra những rủi ro nghiêm trọng đối với an ninh ở Biển Đen. Nó cũng ảnh hưởng đến quá trình vận chuyển ngũ cốc của Ukraine, do đó ảnh hưởng đến an ninh lương thực toàn cầu. Một thương nhân người Pháp gọi đây là diễn biến lớn và một đòn mạnh đánh vào xuất khẩu của Ukraine. Người này nhận xét nếu không có hành lang xuất khẩu ngũ cốc Biển Đen và giờ đây là các cuộc tấn công vào các tuyến đường thay thế sẽ rất khó đưa ngũ cốc khỏi Ukraine. Vài giờ sau cuộc tấn công hôm ngày 24 tháng 7, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi Moscow quay trở lại thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen theo đề xuất mà ông đưa ra với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Cũng trong ngày 24 tháng 7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố không thể chấp nhận bất kỳ động thái nào của Liên minh châu Âu nhằm mở rộng hạn chế đối với ngũ cốc của nước này để bảo vệ nông dân địa phương. Ông Zelensky cho biết ông hy vọng châu Âu thực hiện nghĩa vụ của mình sau khi các hạn chế hiện tại đối với ngũ cốc của Ukraine hết hiệu lực ngày 15 tháng 9. Tuần trước, các nước láng giềng châu Âu của Ukraine kêu gọi EU gia hạn lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc cho đến cuối năm nay. Nông dân Ba Lan, Bulgaria, Hungary, Slovakia và Romania cáo buộc nguồn ngũ cốc giá rẻ nhập khẩu từ Ukraine là nguyên nhân gây khó khăn cho sản phẩm nội địa. Về phía Nga, một tuần sau quyết định rút khỏi sáng kiến ngũ cốc Biển Đen, Tổng thống Putin ngày 24 tháng 7 cam kết nỗ lực hết sức nhằm đảm bảo nguồn cung ngũ cốc lương thực và phân bón cho châu Phi. Chuyển sang tin tiếp theo, IAEA phát hiện mìn ở nhà máy hạt nhân Zaporozhye. Thưa quý vị, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA Rafael Grossi ngày 25 tháng 7 cho biết, các chuyên gia IAEA đã phát hiện mìn sát thương ở khu vực nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye, ZNPP lớn nhất châu Âu của Ukraine, trong khi kiểm tra cơ sở này một ngày trước đó. Hãng tin TASS dẫn lời ông Grossi lưu ý, vị trí tìm thấy các quả mìn là trong vùng đệm giữa các hàng rào vành đai bên trong và bên ngoài của nhà máy. Đây là khu vực hạn chế mà các nhân viên nhà máy không thể tiếp cận. Nhóm chuyên gia của chúng tôi đã nêu vấn đề với ban quản lý và được phản hồi rằng đây là quyết định của quân đội và nằm trong một khu vực do quân đội kiểm soát, ông Grossi thông tin. Quan chức này nhấn mạnh việc có chất nổ như vậy tại nhà máy là không phù hợp với các tiêu chuẩn an toàn và hướng dẫn an ninh hạt nhân của IAEA. Trên chuyến công du Nga của ông Grossi, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22 tháng 7 cáo buộc Moscow đang có kế hoạch tập kích ZNPP. Tuy nhiên, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác bỏ cáo buộc này. Renat Kacha, cố vấn cho Giám đốc điều hành Tập đoàn Điện lực Hạt nhân Nga Rosenerwatom phản bác rằng phát biểu của ông Zelensky có thể ám chỉ Kiev đang âm mưu tấn công nhà máy nhằm lôi kéo NATO vào cuộc xung đột.